Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình chia sẻ một cách để kết hoa cho lan hồ điệp rất là đơn giản bằng cây duy. Và cây duy của mình đây là cây duy đỏ, dùng để bôi trực tiếp lên trên những nơi mà mình muốn kết hoa hoặc là kết mầm con. Và công thức để kết hoa cho lan hồ điệp sử dụng cây duy như thế nào, mời mọi người cùng đón xem video. Trước khi kết hoa cho lan hồ điệp thì mình sẽ chọn một cây lan hồ điệp có trên 3 cặp lá và mình sẽ tưới thật đậm nó bằng nước sạch. Và khi mình tưới đậm như thế này thì khi mình kết sẽ không gây cho cây bị rối loạn hoặc là bị sốc. Vì khi cây bị sốc thì nó sẽ làm rối loạn sinh lý của cây và làm cho cây bị vàng lá hoặc là nó sẽ gây các biến dị không mong muốn. Cho nên việc tưới bằng nước sạch trước khi mình kết hoa rất là quan trọng. Và công thức kết hoa cho lan hồ điệp thì mình sẽ sử dụng 1 ml cho kích thích kỳ duy này. Mình đã chuẩn bị sẵn một ống đong và mình lấy 1 ml. Bỏ 1 ml chất kích hoa vào ly thủy tinh. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng 1 ml nước sạch để pha với 1 ml chất kích hoa. Mọi người cần lưu ý tỷ lệ pha giữa kích kỳ duy và nước sạch là 1:1. Sử dụng ống đong, mình sẽ nhỏ trực tiếp chất kích hoa này vào trên các nách lá của cây lan hồ điệp mình cần kích. Mình nhỏ vào nách lá da, không được nhỏ vào chỗ đọt non hoặc là của lá non của cây. Sau khi kích thì các quai hoa nó sẽ ra khoảng từ 10 đến 15 ngày. Kết quả sau 10 ngày thì nó đã nhú tiếp tục quai hoa. Và mình sẽ đợi vào hoa này nó lớn một tí thì mình sẽ tiến hành giải độc cho cây bằng vitamin B12. Sau 15 ngày, khi vòi hoa đã lớn bắt đầu đũa, thì mình sẽ tiến hành sử dụng vitamin B12 để giải độc cho cây. Sử dụng vitamin B12 để giải độc cho cây và bổ sung nhiều loại vitamin nhóm B sẽ giúp cho vòi hoa nó sẽ phát triển rất là nhanh. Mình sử dụng chế phẩm vitamin B12 giải độc cho cây. Và để hướng dẫn sử dụng của thằng này rất là đơn giản, mình chỉ pha 2 ml B12 với 1 lít nước sạch để phun lên những cây mình cần giải độc. Mình lấy 1 ml vitamin B12.
Cho vào bình phun 1 lít nước sạch. Sử dụng vitamin B12 để giải độc cho cây và bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng giúp cho cây sẽ phát triển rất là khỏe mạnh. Ngoài ra nó còn giúp phát triển thêm nhiều vòi hoa mới. Và ngoài vitamin B12 thì mọi người có thể sử dụng thêm nha đam xay nhuyễn hoặc là ghe nha đam hoặc là các dưỡng chất được sử dụng từ nha đam để làm phân bón cho cây hoa lan hồ điệp. Và đối với những cây hoa lan khác của mình cũng vậy. Mình cũng sử dụng vitamin B12 để phun lên trên tất cả những loại phong lan trong khu vườn của mình.